tăng 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 cả nhà ơi thấy bò có trái chưa cả nhà đây mới được một trái đầu tiên thôi còn mấy cái dây này mình chưa thấy à, nó đang nó mới lên lên vàng cái có trái liền thấy chưa đó giờ đang bò ra đây nè mà không biết có trái không nè đó ừ, dưới góc đây góc chút xíu đây cả nhà ừ, cả nhà thấy chưa rồi chắc cái mít này nó cũng gần ăn được rồi cả nhà nó già đúng không ừ. cái lá cuốn nè à. rồi mít chuẩn bị ra trái nữa nha cả nhà đây ở trên này chuẩn bị ra trái nữa nè thấy chưa à, có một trái nhỏ nhỏ rồi đó ra một trái hai trái thôi chứ cái nhánh nó nhỏ như vậy á mà hôm bữa mình thấy nó nhánh nhỏ mà sao bây giờ nó to dữ vậy ta hôm bữa mình thấy mình để mấy trái mình sợ nó chịu không nổi mà bây giờ nó to không ừ cái này là dây bầu hay dây mướp gì đây không biết rồi cả nhà mà nó đang, nó đang bò dài gì nè mình chưa thấy trái nè mình chưa biết cái, cái cây gì cải bẻ xanh này cả nhà bây giờ gần tết rồi ăn muốn hết luôn rồi Đó, còn mấy luống nữa hết rồi còn bên này này cả nhà nó đẹp ở trồng ở ngoài nó đẹp hơn trong thùng trong thùng nó, nó tốt ghê chưa ở ngoài nè xà lách nè xà lách này kịp ăn tết luôn rồi chứ gì nữa đúng không rồi cả nhà ơi hôm nay cà tím đã ra quả nè một quả nè cả nhà đó cuối cùng nó cũng ra quả thấy chưa đây quả thứ hai này mấy ngày được ăn ta hai quả cả nhà <laughs> cây bầu thì được một quả cây cà, cà tím thì được hai quả uhm. rồi hôm bữa cái chị bữa mình đăng ớt á cả nhà ớt ngọt mình mua trên mình, mua mình ăn á mình đăng các chị tưởng mình là giả dạ. cả nhà đây bây giờ mình quay trực trực tiếp cái cây ớt cho cả nhà xem nè không có giả nha cả nhà trái thiệt luôn cả nhà hôm bữa mình mua là loại là sicola màu vàng với màu đỏ nhưng mà mình thấy cái kiểu này là chắc trái màu vàng rồi này cả nhà á à, thì thấy nó ngã vàng chưa nó muốn chín rồi nè cả nhà đó nó ngã vàng chưa chín đây cũng muốn ngã vàng rồi nè cái cây này á, cả nhà nó nhường nó, nó nó nhờ nó nhờ tựa vô cái này nè cả nhà trời ơi coi cả nhà coi này trái nè ôi ôi nè trái này mới to dữ nè cả nhà cái này to nhất nè mình không dám mình sợ nó, nó nó, ấy nó hư uổng cả nhà nè ba trái bốn trái năm trái là cái lứa đầu bây giờ cái lứa hai nó sẽ nhỏ 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 gì đang chuẩn bị ra nè nhưng mà nó nhờ được cái 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 này nè cả nhà chứ không có cái cây cái chút xíu vậy đây nè nó nhờ tựa vô cái này nè đó, cả nhà thấy chưa đó, thiệt nha chứ không phải ớt giả nha, cái này là ớt ngọt mình mua trên mạng mình ăn, à, rồi bắt đầu mình lấy hộp mình trồng thử không ngờ mọc nha, rồi cây này cây thứ hai cả nhà, mình thấy cái cây đó ở quầy nắng nó tốt quá, bây giờ mình đưa cái em này ra nắng luôn, đó, đó em này ra nắng là em này thì khỏi nói luôn trái triệu cây luôn cả nhà, đó, mình ăn quá trời ăn luôn, nhưng mình ăn cái hương vị nó không có ngon như mình mua quầy chợ, mình không biết đó thấy chưa đó là cây thứ hai nha rồi cây thứ ba đây để mình coi thử cái cây đó như thế nào rồi mình mới đưa cái cây thứ ba ra cây thứ ba này nó có cây ớt hiểm nữa đó mình bó vô cây ớt hiểm luôn cả nhà mình cho nó vô cây ớt hiểm với cây này mình bó vô luôn đây cây thứ ba thì bé đó bé 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 này cả nhà có trái nè thấy chưa đó nó có được hai trái rồi nè đó mình sẽ đưa ra nắng ở à, đây hai trái nữa bốn trái nè trộ trước mặt luôn mà không thấy rồi đó bên này hai trái À, bên này hai trái trước mặt không thấy luôn để mình coi thử cái cây kia ra nắng thôi thấy cái cây kia trái nó bự ngon quá ra nắng mình sẽ đưa ra nắng ừ, còn để trong mát nó không có được nó kèm thay cái cây ớt hiểm nữa cả nhà đó cây ớt hiểm trái này cả nhà wow trái nó cũng búp 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 như không hoa hồng này thấy không mười mấy ngày chưa tàn nè thấy chưa thấy hoa hồng chưa